Uh, nói về uh, bé doãn hải my thì đó là một cái duyên và bọn em uh, gặp nhau và chơi với nhau hợp nhau và my là một người luôn luôn biết biết thông cảm cho người khác và thậm chí đi chơi nhóm với nhau thì my luôn là một người không bao giờ có ý kiến hay đòi hỏi một điều gì cả. Thế em my luôn là một người rất là dễ chịu và bà hân nghĩ và và my cũng cho bà hân những cái lời khuyên tốt nhất khi bà hân cần mình nói chung là thật sự mình nghĩ và mình cảm nhận được được em My là một người chân thành và có thể tuổi đời em không lớn nhưng mà em là một người cực kỳ trưởng thành và bà hân cái điều đó cũng khiến cho bà hân trân trọng cái tình bạn này và bà hân nghĩ rằng là bà hân sẽ nếu mà điều gì có thể làm tốt nhất cho tình bạn này thì bà hân cũng sẽ làm